Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa micro không dây của loa kéo. Loa kéo này là sử dụng hai micro không dây cho theo máy, nhưng hai micro này đã bị một cái bị mất và một cái bị hư nha các bạn. Rồi bây giờ mua micro không dây khác. Micro không dây này sử dụng cổng USB và bây giờ cũng bị hư rồi các bạn, cắm điện vào và không có tín hiệu. Và micro này sử dụng cổng USB nha các bạn. Đó, đây là dây rắc 3.5 này các bạn, cắm vào cổng Bluetooth USB. Còn một đầu rắc 6 ly cắm vào loa kéo. Đó, bây giờ mình sẽ cắm USB vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cái micro lên. Và bật cái loa kéo lên. Đó, không có tín hiệu nha các bạn. Mình thử khỏ và mình quặn volume hết ga luôn nha các bạn. Vẫn không có tín hiệu các bạn nha. Và bây giờ mình tắt micro nha các bạn. Và mình thử cắm cái cục USB này qua một cái lỗ USB khác của cái để mình cắm cái nguồn điện khác đó các bạn. Đây mình lấy cái cục sạc của điện thoại nha các bạn, thì mình cắm cái USB vào đây. Từ cái USB này chủ yếu nó lấy nguồn thôi nha các bạn, để nó làm việc thôi. Đó, mình sẽ cắm vào điện và mình lấy nguồn từ cái cục sạc điện thoại này nha các bạn, để mình nuôi cái cục USB Bluetooth này. Rồi, mình đã cắm điện vào. Và bây giờ mình bật micro lên thử nha các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Rồi, như vậy là ok rồi các bạn. Vậy là cái cổng USB của cái loa kéo nó không có điện để cấp cho cái cục USB Bluetooth này nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ rút cái cục USB ra nha các bạn. Rồi, chúng ta đã biết nguyên nhân và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu sửa nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng mở ốc ra để sửa nha các bạn. Rồi, ốc đã mở xong, bây giờ ta sẽ lật cái phần máy lên nha các bạn. Chúng ta sẽ xoay cái phần nắp này ra để chúng ta gỡ cái mạch mà nó chứa cái cụm USB đó các bạn. Cái mạch này nó có hai con ốc giữ hai bên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở hai con ốc ra mà để mình gỡ nó ra. Bây giờ mình đã gỡ cái USB ra rồi nè các bạn. Đó, đây là cái cụm USB. Mình lắp thử thì thấy nó cũng lung lơ nha các bạn. Chắc nó bị lỏng mới hàng. Bây giờ mình đo điện thử nha các bạn. Và mình đo điện thì không có 5V nha các bạn. Thường cái cổng USB này nó phải có nguồn 5V để nó cấp nuôi cho các thiết bị cắm vào nó các bạn. Đây mình đo là không có 5V.
cái này cũng có người sửa rồi nha các bạn, có dấu hàng rồi, và mình lúc lắc thì mình thấy nó bị lung lơ như là bị hở chân hoặc đứt chân các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái USB ra nha các bạn. Đây USB mình đã dùng mở hàng, mình sẽ gỡ cái USB ra rồi các bạn. Đó, mình dùng mở hàng mình cắm chì vào rồi mình gỡ USB ra các bạn nha. Tiếp theo các bạn sẽ dùng một miếng xăng, cần lấy cái bàn chải á, dùng miếng xăng rồi các bạn rửa vệ sinh sạch cái nhựa thông đi các bạn, để cho nó rõ mình dễ quan sát hơn các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ mình đo thử nha các bạn. Thường thì cái cổng USB là hai cái chân nguồn cộng trừ nó vào hai chân bìa nha các bạn. Bây giờ để xác định chân thì mình sẽ dùng đồng hồ đo ôm nha các bạn. Bật về chế độ ôm, mình sẽ kẹp một chân vào mát và một que mình sẽ đo vào một cái chân cạnh bìa các bạn. Nếu chân nào lên với mát thì chân đó là mát, còn chân kia là cộng. Đấy, chân này chân bìa bên đây lên nè các bạn, còn chân đó lên kia là chân mát nha các bạn. Đây là cái chân ở bên tay phải mình là chân mát đó các bạn. Đây mình đo lại ngược kim cho các bạn xem vẫn lên đó. Giờ là cái chân bên trái là cái chân cộng. Thì cộng USB nó chỉ có hai chân bìa là cộng trừ nha các bạn. Còn hai chân giữa là tín hiệu. Rồi bây giờ mình đã xác định được là cái chân bìa bên phải là trừ, còn cái chân bìa bên trái là cộng nha các bạn. Mình sẽ rà cái đường mạch nó đi xem nó có thông không nha các bạn. Thì mình đo vào thì nó không có điện nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ chấm mát, mình sẽ rà cái mối 5V. Đó, đây là mối 5V để cấp qua USB nè các bạn. Nó từ cái cáp cắm 5V ở dưới máy cấp lên đó các bạn. Đó, nó sẽ dòng qua bên cái miếng nhôm mà cắm thẻ nhớ đó. Nó vào cái cổng USB. Khi quan sát kỹ thì mình thấy ngay cái chân của bên trái chân bìa các bạn là nó có bị một cái vết nứt ra, thành ra nó không có ăn điện. Bây giờ mình sẽ dùng một cái mũi dao, mình sẽ cạo cái lớp mạch in ngay chỗ cái chân bìa bên trái các bạn. Tự nhiên nó bị người ta cắm các bạn, nó bị lắc lắc riết, nó bị đứt ngay cái chân đó. Mình sẽ cạo sạch cái lớp sơn nó ra cho nó tới cái lớp đồng á. Rồi xong rồi mình sẽ đo thử. Đây, các bạn kẹp mát và chấm vào thử cho các bạn. Đó, nó đã lên 5V rồi các bạn. Vậy là nó lên ở cái bên mình cạo ra nha các bạn. Nó bị đứt ngay chỗ cái chân chì hàng á các bạn. Rồi chúng ta sẽ tắt cái công tắc điện đi, công tắc nguồn của cái lo kéo đó các bạn. Chúng ta cạo sạch cái đó rồi chúng ta sẽ lấy chì, chúng ta xi vào cái chỗ lớp mạch dây đồng mà mình mới cạo ra sát cái chân bìa bên USB đó các bạn. Các bạn cứ chấm chì từ từ phút cho nó sạch chì, nó sáng lên.
vì ngay chỗ cái nó bị nứt cái mặt hình ra các bạn, mà cái cổng USB này người ta lại cắm, người ta hay ấn rồi rút ra, người ta hay lắc lắc nữa, ra nó hay bị nứt ra. Rồi bây giờ mình hàn chì lại thì người ta cũng rút ra, nó sẽ bị hư lại các bạn, tự chì nó mềm. Cho nên để chắc ăn các bạn lấy một cọng dây đồng nhỏ đó, các bạn xi chì cái đồng nhỏ này, rồi mình hàn cái cọng dây đồng này vào cái chân bìa của cái chân USB các bạn, vào cái mạch hồi nãy mình cạo cái mạch dây đồng nó bị nứt ra các bạn đó. Mình hàn vào cái chân bìa cái USB và cái mạch hồi nãy mình cạo ra mình xi chì á, cái chỗ nứt đó nó sẽ có một cái cọng dây đồng bắt ngang thì nó sẽ chắc hơn nha các bạn. Các bạn hàng phải cẩn thận, từ từ vuốt cái mối chì cho nó thẳng đẹp nha các bạn, cho nó đừng có dính qua mấy cái chân khác. Sau khi hàn xong, bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh cái USB đi nha các bạn. Chúng ta sẽ chà cho nó sạch, và chúng ta sẽ vẽ cho nó ngay cái chân lại, rồi chúng ta sẽ hàn vào. Các bạn nên cạo hai cái bên hông của cái USB, cái mát đó các bạn, cái miếng sắt á, để mình hàn chì vô cho nó dính chắc, để chút nữa mình hàn vô cái mạch in á, nó sẽ giữ cứng cái USB mình nha các bạn. Chứ bốn cái chân chính của nó thì không có cứng đâu, người ta lắc là nó sẽ gãy rớt ra, nó phải nhờ hai cái bát bên sắt hai bên đó. Nó hàn vào cái mạch nó giữ chắc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ canh ngay cái USB để mình hàn vào nha các bạn. Dưới cái mạch hình đó các bạn, là cái chân chì nó rất là dài ra, cho nên các bạn mà bỏ cái USB vào nó sẽ đụng vào cái mát và cái vỏ sắt đó các bạn. Đó, bốn cái đường mạch của cái USB đó các bạn, nó sẽ đụng vào cái miếng sắt, cho nên chúng ta phải dùng miếng băng keo, chúng ta sẽ dán ở dưới trước, dán ít ra ngoài thôi nha các bạn, dán ngay chỗ cái viền của miếng sắt bọc ngoài á, để cho cái viền sắt nó không có đụng xuống cái bốn cái đường mạch của cái USB nha các bạn. Đó, các bạn sẽ dán một hai lớp băng keo gì đó cho nó cách điện ra. Rồi bây giờ chúng ta mới hàn vào. Khi chúng ta hàn nó cứng rồi thì nó cũng không có đụng vào đâu nha các bạn. Từ bây giờ mình chưa hàn thì nó lúc lắc thì nó đụng, khi nó ra hàn cố định cứng rồi thì cũng không có sợ nó bị chàm. Rồi giờ chúng ta hàn vào nha các bạn. Trước tiên các bạn canh ngay, rồi các bạn hàn cái bát của cái vỏ sắt bọc ngoài với cái mặt hình trước cho các bạn, cho nó giữ cố định cứng, rồi các bạn hàn mấy ở trong nó dễ hơn. Bây giờ nó đã cố định ngay rồi, cứng rồi, mình sẽ để chấm chì ở ngay chỗ trên mấy cái chân giữa đó các bạn chấm ít chì rồi nhẹ nhẹ vuốt nó ra nha các bạn, đừng có để nó đụng nhau. Nếu có lỡ nó dính chân nhau á, các bạn sẽ dùng mỏ hàn chấm vào một chút nhựa thông, các bạn chấm vào, các bạn vuốt mạnh nó xuống. Rồi các bạn vũ cái chì đó đi, rồi các bạn sẽ vuốt lại, từ từ là nó sẽ tách ra nha các bạn. Sau khi hàn xong, các bạn dùng cái mũi dao á, các bạn khứa mấy cái đường mạch của bốn cái chân USB các bạn, cứ nhẹ nhẹ thôi,
coi nó có dính nhau không á. Và bây giờ mình sẽ hàn hai cái bát cho nó chắc vô nha các bạn. Hàn cái bát với cái mặt đinh á, thêm chì vào cho nó chắc, để khi mình rút ra rút vô á, nó có bị lỏng nha các bạn. Hai cái bát này nó giữ cho nó chắc cái USB nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo điện thử nha các bạn. Rồi các bạn kẹp một chân que đen vào mát. Rồi đã lên 5V rồi các bạn đó, mình đo vào chân USB đã lên 5V rồi đó. Và bây giờ mình tắt nguồn nha các bạn. Để mình ráp vào, các bạn sẽ xoay cho nó đừng có cuốn dây nha các bạn, xoay cho nó đúng chiều nó rồi chúng ta sẽ ráp vào. Nó có hai cái khe để mình nhét cái bao mạch này vào các bạn. Các bạn canh cho nó ngay vào hai cái khe lên đó các bạn. Rồi các bạn sẽ nhét từ từ nó vào. Vì hồi nãy mình hàn có khi nó cũng xê xích cái cổng USB á các bạn. Cho nên mình sẽ lấy cái mũi dao, cái mũi nhọn nào á, mình cạy cho nó ngay. Mình cạy nhẹ nhẹ cho nó ngay vào cái lỗ của cái khuôn máy á các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt hai cái con ốc để nó giữ lại các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp vào nha các bạn. Mình xem coi nó có cấn dây không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vào, mình canh cho nó ngay ngắn để quặn ốc lại nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cắm vào thử nha các bạn. Mình sẽ cắm cái dây rắc 6 ly vào cái lỗ micro của lo kéo nha các bạn. Rồi, giờ mình cắm cái USB vào. Bật nguồn lên thử nha các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Vậy là ok rồi đó các bạn. Video của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công nha.